Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cả nhà tô màu bức tranh mà cậu bé đang đi chiếc xe scooter này. Hãy cùng tô với mình nha. Đây là mình sẽ tô chiếc quần màu xanh nha. Mọi người theo dõi hết video để xem mình hoàn thành bức tranh nhé. Tôi xài này tôi mua đen nha. Mình cũng tô màu đen luôn nè.
Các bạn ơi, vậy là chỉ với ít phút mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đây. Các bạn hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nha. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nữa nhé. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn.